Trang Trần ám chỉ Phi Thanh Vân sống hèn, lúc bạn hoạn nạn không thấy đâu. Mới đây, cựu siêu mẫu đã đăng đàn mỉa mai ai đó sống hèn, sống giả tạo khi bạn bè gặp nạn lại trốn mất dép. Với bài đăng của Trang Trần, nhiều người đã mạnh dạn chỉ mặt điểm tên Phi Thanh Vân. Nhắc đến Trang Trần, chắc hẳn ai ai cũng biết cựu siêu mẫu là người nổi tiếng nóng tính, nghĩ gì nói đó, thẳng thắn bậc nhất trong showbiz Việt. Cũng vì thế, mỗi khi có chuyện gì ngứa mắt, cựu siêu mẫu không hề đắn đo mà trực tiếp lên Facebook cá nhân của mình bày tỏ quan điểm. Mới đây, cựu siêu mẫu bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái với ý mỉa mai người nào đó sống hèn, sống lỗi, lúc bạn bè gặp nạn thì không thấy tăm hơi. Trang Trần viết: "Bạn tốt là như thế nào, lúc mình sai thì im lặng cho mình hứng, lúc mình bị xúc đi ngồi mới lên Facebook thương khuyên can ngăn bạn cái lợt." Dù trong bài viết, cựu siêu mẫu không hề chỉ đích danh bất kỳ ai, nhưng qua cách cô đăng tải bài viết, cư dân mạng đã mạnh dạn chỉ mặt điểm tên nữ diễn viên Phi Thanh Vân. Một số tài khoản đã để lại bình luận thâm thúy ghê, em biết nói ai rồi nè. Anh biết em nói ai nè, chắc là cái bạn PTV nghe. Nghe tên là hú cả hồn rồi, KKK. Em nói hay quá, thâm thúy em à. Qua chị cũng đọc bài của PTV mà mắc cười. Lúc cuồng cuộn ngồi chửi rủa người đã mất sao má, PTV không lên tiếng khuyên cuồng cuộn đi. Giờ cuồng vào tù thì khuyên khán giả hãy mở lòng cho cuồng cuộn. Chắc bà Phi Thanh Vân rồi, sáng đọc cái bài mà chối quá, bạn bè chán, lúc hoạn nạn không thấy đâu, giờ lên nói triết lý. Sáng ngày 5 tháng 4, Phi Thanh Vân khiến cộng đồng mạng hoang mang khi đăng tải bức tâm thư dài trải lòng về nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng sau khi bị bắt tạm giam để điều tra. Theo đó, nữ diễn viên cô gái xấu xí tiết lộ rằng cô và bà Nguyễn Phương Hằng có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên nhắn tin và gọi điện tâm sự với nhau về những câu chuyện trong cuộc sống lẫn công việc. "Chị ơi, em gái thương chị, thương những lúc hai chị em điện thoại tâm sự với nhau hàng giờ, thương những cảm xúc và những giọt nước mắt chị rơi khi kể trong những buổi chốc sâu tại Đại Nam. Nhưng trên tất cả những việc ấy, em cũng rất hiểu tâm tính chị. Vì dù chơi với chị vài năm nhưng em luôn là người lắng nghe chị thật nhiều, hiểu những nỗi niềm của chị. Bên ngoài nụ cười rạng rỡ ấy lại là một trái tim đầy đau thương và hoài niệm. Con người chúng ta sinh ra, lớn lên, già cả rồi bệnh tật và mất đi. Tất cả là cát bụi lại trở về cát bụi. Đây cũng là quy luật bất di bất dịch của một kiếp người. Sinh lão bệnh tử vốn luôn là như vậy. Nhưng nếu như không có những sai lầm đáng tiếc đi quá giới hạn cuối cùng, thì ở tuổi trung niên chị của em đã có những bước thăng tiến nhất nhì trong cuộc sống hoàng kim tại Việt Nam. Chị biết không, em nghĩ mình sẽ giấu kín bí mật này, nhưng vì đã từng là người em út chơi trong mấy group chị em gái, hôm nay lòng trắc ẩn của em thật sự xót xa khi liên tục đọc các bài báo chị bị rơi vào vòng lao lý. Như rất nhiều lần em đã chia sẻ với học viên và khán giả, hãy tuyệt đối tránh để bị rơi vào trường hợp 1000 - 1 = 0. Nghĩa là 1000 điều bạn làm đúng, nhưng chỉ một điều bạn làm sai thì tất cả đều chỉ nhớ đến việc bạn làm sai và hoàn toàn quên đi những việc xưa kia bạn đã làm đúng. Điều xấu nhất là khi phạm pháp một tội danh nào đó. Em xót xa khi 1000 việc chị làm thiện, nhưng những việc gần đây thì lại phạm việc đau lòng, nặng nề quá rồi chị ơi. Giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng. Ngẫm lại thời gian trôi đi như thoi đưa, không biết bao giờ mới về với ngày xưa, để rồi mấy chị em lại hẹn hò nhau, tung tăng ăn uống, kể cười đùa hắc hò đến khi say lâng lâng nhẹ nhẹ, cùng ôn lại những kỷ niệm, có buồn, vui sướng khổ, có điều ngây thơ trong trắng chưa vướng bụi trần đường đời của các chị em. Em giờ im lặng đến tận bây giờ mới bắt đầu viết lại tâm thư này. Em không trách ai, không giận ai, không buồn ai. Em buông bỏ và an nhiên, điềm tĩnh chờ đợi và đón nhận tất cả các thông tin từ bấy lâu. Em hiểu lý do và nguyên nhân gốc rễ, nhưng đích đến thì thật sự quá thê lương mà em không dám nghĩ đã là sự thật. Giá trị cốt lõi của chúng ta luôn là đạo đức. Giờ chỉ còn mong cả chị em mình, tất cả quý vị nhà báo, phóng viên, nghệ sĩ, quý vị khán giả, xin hãy mở rộng tấm lòng từ bi, việc gì về ẩn khúc cá nhân tư thù xin hãy buông bỏ và hoan hỷ cho qua hết ạ. Dù sao chị cũng đã bị tạm giam để phục vụ điều tra, và vì pháp luật Việt Nam chắc chắn sẽ đưa ra quyết định một cách chuẩn xác nhất. Chị ơi, em chỉ xin chị hãy bình tâm và cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với chị, như chị đã từng hưởng thụ ạ. Phi Thanh Vân chia sẻ. Sau khi đăng tải những tâm tư tình cảm, bài viết của Phi Thanh Vân đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số ủng hộ quan điểm của nữ diễn viên thì nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích cô.